cũng là đem cá đi xuống thả ở dưới, đem cá đi xuống thả ở dưới hồ. Vậy là cô đem cá đi phóng xanh à? Dạ. Đi phóng xanh cá mọi người. Đó, chúng ta chùa. Đó thì vời sao mà chết được, câu cá được. Hồ rộng. Đây hồ nước này là sát với cái ao bên nhà anh Thìn. Đây là cho mọi người xem hình ảnh đi phóng xanh cá xuống bờ hồ chỗ cấp của thầy Minh Tuệ này mọi người. Đây. Cá cá gì đấy cô? À ốc nữa. À đây. Có thả ốc nữa. Ok không sao đâu. Cháu đẹp có gì đâu, phóng sinh mà có gì đâu. Làm điều thiện mà. Làm điều thiện là không sao. À cô có phóng sinh ốc. Ốc rồi cá mọi người ạ. Đó, này cô đem rất là nhiều cá, cá cá chê với cá gì để em ra xem cá gì đây. Mình mua trại cá giống đó con. À, trại cá giống. Cô xì vô này này. À, vô một xì. Đây là có nhiều loại cá lắm mà cô. Ừ. Cô để cái bịch nó sát sát dưới này. Cô để sát 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 xuống dưới đấy cho nó bơi 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 ra đó. Wow. Wow. Quá tuyệt vời. Được rồi. Đó, ôi cá nó bơi nhanh lắm mọi người. Cô để sát xuống dưới này, cô để xuống dưới này để nó tự nó bơi ra đã nhìn nó mới đẹp. Được rồi. Cá được thả về với tự nhiên này mọi người này. Quá tuyệt vời luôn mọi người. Ôi, hàng ngàn con cá được thả ra. Đó, ui, vẫn còn một con ở trong này này. Cá bơi ra ngoài kia. Trong này là hết rồi cô? À, là hai bịch cá với lại là có ốc, một bịch ốc nữa. Đó, rất là tuyệt vời. Đem thả cá phóng sinh công đức vô lượng. Đó là chúc cô những điều tốt đẹp. Đó. Đây, thả cá ở ngay cái chỗ khu vườn nhà cốc nhà thầy này mọi người này. Đó. Đây. Đó. Lên đây. Đó, cô đem rất nhiều cá xuống đây để thả cá phóng sinh. Công đức vô lượng rất là tuyệt vời đó mọi người. Làm những điều thiện. Phóng sinh cá. À, bây giờ mới quay lên mọi người này. Cái con đường này là con đường đi xuống cái chỗ này bây giờ mới có nước mọi người này. Mưa mới có nước. À, này cây bồ đề này, cây bồ đề trồng ngay đó, cây bồ đề này, cây bồ đề của hình như bạn dâu hay sao của Mạnh Thường Quân trồng đây này. Còn cây bồ đề này là cây bồ đề 200 năm tuổi này. À, có lá sum xuê hết rồi đó. Đây cây bồ đề lớn này mọi người. Dạ, lá quá trời luôn. Wow, trên kia bà con xuống đông quá mọi người ơi. Đây. Đây. Và xuống ở đây là mọi người biết rằng là hầu như là cũng có người ở Gia Lai á mà chưa được gặp thầy bao giờ hết á. À, đến thăm cốc, đến để gọi là đến xem thực tế cái cốc như thế nào. Còn xem trên mạng thì nhiều người đã bảo là xem trên mạng nhìn to rộng rãi lắm mà đến đây thấy chút xíu à. Buổi trưa xuống đây cũng đông nha mọi người. Chứ buổi sáng mới ít người nhưng buổi trưa đây bà con xuống đông. Biết chú luôn. Vậy là hóa ra là fan ruột à? Dạ. Fan ruột của chú. Ừ.
Đây. Đó, bà con bà đang di chuyển xuống. Lên bà. Mày cũng có cái tay nắm này mọi người mới có chỗ để mà đi xuống vịn. Dạ, hôm đó có cây cao cao nhưng mà tuột đi đâu mất rồi. Anh Nguyên hôm đó có cái cây cao cao ở đây đâu anh Nguyên? À. Có một cái cây này hồi cũng đưa cho bà cầm lên rồi trả cho cái chú ở trên đó. Bà con cũng đang đi trên di chuyển trên xuống. Chào bé. Bà có lên không? Trở lên. Đây mọi người thấy hình ảnh buổi trưa này, bà con xuống rất là đông. Chào cô. À, mấy cô hôm nay đội nón này, không biết là từ đâu đến đây. Chắc là có khi ở Huế quá. Mấy cô đội nón là ở Huế, ở đâu đến đây mấy thế mấy cô đội nón đẹp thế cô? Ở Huế ạ. À, thằng thấy đội cái nón là nghi rồi. Chắc là Gia Lai. À, người Gia Lai hả? Ủa? Vậy là các cô ở Gia Lai. Mà đội nón này rất là giống người Huế mọi người này, người Huế là hay đội nón. Đó. Vậy là chú cũng ở ngoài Gia Lai vào đây luôn đi cùng với mọi người luôn ạ. Là cả gia đình mình luôn. Đó. Cùng bà đó mọi người này, cả gia đình đến đây. Đến thăm cốc thầy này. Cái thùng nước kia chú mở ra rồi chú bỏ nước lên để thùng như thế. Ra cho khui nước ra cái vỏ đấy cho cái thùng chú bỏ ra ngoài này. Đi đâu? Sen đá. Sen đá. Đây là cái sen đá. Cái bịch đó luôn. Mà đã vô cảnh nước của cô Tư đấy. Vâng, lấy chai nước của mình cũng lấy chai nước nhỏ nhỏ của. Đang chấp thận. Bà con em nước đến là cũng bỏ nước ra. Xếp nước ở đây là mọi người này. Có thể bỏ thùng ra cho nó gọn gàng. Bên ngoài này cũng đông người mọi người ạ. Bà con cũng đi tham quan. Đó, đi ra cái khu vực cốc của thầy. Rất là tuyệt vời đấy. Buổi trưa xuống thì bà con tập trung ở đây khá đông. À, con chào bà nhé. À, hôm nay có hai cô đến đến thăm cốc của thầy. Dạ, hai cô là từ đâu đến đây à? Bình Dương. Ồ, từ Bình Dương ở đây luôn. Bình Dương luôn. À, hai cô là từ Bình Dương mà ra đến tận Gia Lai mọi người. À, từ Bình Dương mà ra tận khu vực cốc của thầy để đảnh lễ mọi người thấy rất là tuyệt vời. Bà đi máy bay hay bà đi xe ra đây ạ? Đi xe. À, bà đi dạ xe bà. Khỏe dạ, trời, bà cũng khỏe chứ. Bà là tắm ấy cho tôi rồi thôi cơ. Ồ, vậy là bà chắc cũng hay xem trên mạng này hôm nay mới ghé lại cốc thăm cốc của thầy đúng không ạ? Cô đưa túi con để cài lên đây cho. Để đấy sợ rớt con rớt. Nó rớt hoặc là cái. Nó có bỏ trong này này, có để dưới kia cậu cô. Nó có để sát vào đó. Để sát đấy. Đó. Còn các cô cứ để. Cô để trong bịch luôn cô. Để dạ để trong bịch. Dạ ở đây không có. Lòng thành mình cứ để vào trong đó là được.
Đó, đây mọi người thấy rằng là bây giờ buổi trưa lại thì bà con cũng di chuyển đến cốc. Không biết là nói chung là đây các cô từ Bình Dương à, hôm nay thấy có mấy cây sen đá đẹp mà. Ngoài cũng được rồi, bỏ ngoài vậy. Đó, rất là đẹp nhá. Đây, cô vừa bỏ mấy cây sen đá vào đây nhìn rất là đẹp. Đây cái này có các cô đang xuống nữa này. Đây. Ôi trời, ơi trời ơi. Chở nước cho bà. Ờ, chở nước cho bà thì đi xe vào xong thì đi ra con nhé. Các cô cũng đang là đi ở dưới đây. Hôm nay chắc xuống đây cũng đông đó mọi người. Đấy, đã bắt đầu rồi đó. Mọi người các cô xuống đến rồi. Đó. À, cô cũng mua nước đang trên đường xuống. Đi mọi người đem nha. Nước xuống đây để đảnh lễ thầy. Đi cốc các mọi người. Cô lớn. Cô lên đây là cầm nước cho bà, cô. Đưa nước cho bà. Đó, bê cho bà. Đó, mọi người thấy rằng là các cô cũng đến từ Bình Dương. Từ Bình Dương mà cô ra đây. Cô về đây à, bà về đây rồi, tí bà về luôn là bà ở đây thăm ở Gia Lai đã. Ở đây với nhà của mẹ thầy với bà. À vậy là cô cũng bà cũng ghé lại nhà ông bà rồi ạ. Ngủ hôm đêm mà ai ngủ đêm nữa mới về. À vậy là bà cũng mong muốn đến đây để thăm cốc của thầy. Dạ cũng đến thăm ba mẹ thầy rồi ạ. Dạ vâng, thầy chào cô. À dạ vâng. Đó, hôm nay các cô cũng từ xa đến đây, cô là từ đâu đến đây ạ? Bình Dương. Cũng Bình Dương luôn. À, à là đi cùng với bà luôn ạ. À, nhà bà cũng bọn con cũng đang ở đây thì các cô là từ Bình Dương để đi ra đây thăm cốc, cho mọi người thấy cái hình ảnh rất là tuyệt vời. Hay các cô đem nước đây này, cô có thể bỏ nước vô bên trong đó. Đó, bà cũng thấy đem trái cây đến đây, trái cây đến đây để đánh lễ này. Đó, mọi người thấy không? Có mấy chậu sen đá rất đẹp. À, đây có thêm cô nữa. Đoàn mình đi là bao nhiêu người cô? À, 6 người. 6 người từ Bình Dương ra thăm cốc. Ở đây thì ngày nào cũng rất nhiều bà con. Bỏ vào trong à? Bỏ nước vô trong mọi người. Có gỡ thì nghe cho cô. Ui. Cứng lắm. Không có gì đâu. Từ từ để xem có gì. Rồi đấy. Bỏ cái nước này lên mọi người. Xếp cái nước này lên cho nó gọn. À đó, được rồi, em bỏ lên kia là được. Xếp bên kia là được. Rồi, bỏ nước ở đây xếp gọn gàng ở đây cho bà con đến đây đảnh lễ này. À, các cô cũng từ nhiều nơi đến đây mọi người. Mọi người mang nước đến không có anh chị mang về con lộc. Buổi sáng nay em thấy mọi người đem nước đến rất nhiều, nước trái cây đến rất nhiều mọi người. Tí nó mới cho cá ăn xong rồi, lúc nãy cho rồi, cho ăn nhiều quá, cá ăn no quá chết luôn. Nhưng mà tí toàn thôi. Đen hết luôn rồi. Có đấy chứ, có mấy con cá chắc phải 4-5 kg. Mấy cá đỏ đủ màu kia là cá này chắc là mới thả mọi người. Em gái mua y áo này bao tiền em gái? Dạ, em ngoài kia. Bao tiền em? 100 đó mọi người, 120 đó. Đó bà con muốn khoác cái y, muốn một cái khăn như này có thể mua cái khăn như này là tròn rất đẹp này. Dạ không, cháu không phải. Đó. Cô chụp các cô đứng vào bọn đưa máy đưa điện thoại của cô chụp cho. Đấy có đem máy không? Các cô là từ Bình Dương đi ra đây hết mọi người ạ. Đúng rồi, mình mang nước đến bao nhiêu mình mang về với nhiều để lại cái chai. Cái này nước cổ. Ở trên kia cũng có. Mấy cô chú đang trên đường xuống.
đang lên trên kia chở nước xuống đây á mọi người. Đó, buổi trưa thì mọi người tập trung rất đông. Rồi chào các chú là cũng từ Bình Dương ra đây luôn ạ. Như có rồi phải không ạ? Đó. Thôi vậy cảm ơn con nhiều nha. Nãy kêu hai ba lần. Đó, chú cũng từ Bình Dương ra luôn ạ. Các chú đi cùng với cô mọi người. Sáu người từ Bình Dương đi ra. Cứ mồi hơi mồm nghe. Đó, lúc nhỏ nhỏ đó. Chị kêu là chú ơi chú ơi chú. Hả? Này kêu mỏi hết mồm. Nó còn nhỏ nó cái lực nó mạnh lắm. Rồi lấy nấu đi, nấu cho thợ ăn đi. Rồi, rồi, rồi. Giật mình đó, tưởng gì. Rồi. Này là con tôi. Dạ. Thì lấy bánh chắc là bác đây cũng phải 6 mấy rồi. Hả? Cô mà 85 thì 85 tính thế này. 83, 83. Dạ, đấy. Nhớ ngày nào còn trẻ như mà giờ trời. thì sau này thì đến chúc cháu cũng cháu lại như các bác thôi. Cái gì thì cũng vậy mà. Chê già thì măng lại mọc. Đó cậu đó đó. Chở xuống con lóc nước đi. Một lốc nữa chị ạ. Nước gì dạ nước. Nước nào cũng được. 12 chai. 12 chai không có hiệu gì. 24 đi. Thôi 12. Cái hiệu nào tốt hả cô? 24. À qua 12 chai thôi. Rồi ok. Mà cháu rõ nào tốt nha con. Chịt. Các cô các chú đứng vào đi. Dạ. Cô các chú cứ đứng vào. Hello. Đứng vào. Cá chết rồi. Cá chết. Ôi giời ơi, con cá. Con cá siêu hồng đúng không? Con cá này chắc cá chết ở dưới hồ mọi người. Đấy. Cô lên lúc nào? Lên hôm qua. Cá dưới điện đấy con gì cả. Cá chết. Đây đi qua đây con nói chuyện. Đây, cá đi nhá. Ừ, nhưng mà con cầm cái đấy bỏ qua đi đã anh Dung. Tự nhiên đem bỏ ở đây, không là bỏ thật rác đi. Con mang ra được kia đi, con mang ra được kia đi. Con mang không ạ? Mang ra được kia. Mang ra được kia đừng để đây. Bỏ nó tanh lắm. Cầm đừng có làm như vậy ở cốc thấy. Mang ra đó đi, xong A Dâu xử lý ở bên đó. Đấy. Cá nhiều quá. Chắc cá cho ăn nhiều quá đúng không? Không, mới một phần ăn nhiều, mấy hai nữa là cá nó còn mới, cái cá này chắc được một tuần, không chụp được mấy đâu. Cá mới thả. Ở đây thì không có mùi rồi. Vâng, có mùi đừng mang đến đây. Ôi, có mùi nó. Con mới tới đây là cá một quả. Dạ, cũng mới. Cảm ơn. Cô chụp điện thoại của cô hay là điện thoại. Còn cá nó bốc mùi luôn. Trời. Cá này cho ăn nhiều quá dễ chết đấy, mọi người. Mọi người biết rằng là cá này mà khi mà cho ăn nhiều quá là nó giống kiểu nó no căng quá nó chết luôn á, nên là bà con là cũng gọi là mình cho ăn một ngày mình cho ăn mấy lần đó. Cá rô phi. Đây cá rô phi rất nhiều. Thì cá to mà mình mua thì nó cũng không trụ lại được lâu đâu. Cô này. Cái đường có mang đến đây. Cô là từ Sài Gòn là ra đây à? Từ Bình Dương ra đây là cô đi ra đây là tính là đi chơi mấy hôm? Chắc mai về qua đi với bà Tư đó đó. À, đi từ trong đấy ra đây là muốn đến thăm cốc thầy. Các cô chắc cũng xem ở trên mạng nhiều về cốc thầy nên hôm nay muốn đến đây đúng không? Gặp sư phụ mà chưa gặp được. À, cô cũng chưa lần nào gặp thầy? Gặp đi qua đường thôi chứ không gặp được. Thầy đang ở Nha Trang là bây giờ không gặp được đâu. Bây giờ thầy đang ẩn tu rồi. Bà con là chỉ có gọi là xem những hình ảnh cũ và đến thăm cốc thôi, đến gọi là thăm ba mẹ thầy thôi, chứ còn ở đây là không. Cháu ở gần đây không ha? Đâu? Cháu ở gần đây. Dạ. Đó thì đất này đợt trước là của thầy, thầy không có ở nữa, thầy không lấy nữa, thầy cho lại em, cho lại cho em trai thầy. Thì bây giờ em trai thầy đang ở đây này, nhà trên này nhà em trai thầy. Đúng giá luôn, mình phải lấy 60 chứ này không chở chứ này. 50. 1 chai mua 5 ngàn, 12 chai luôn. Rồi xin tin ơi. Xin tin ơi, tao phải 65 ngàn. Tao lấy cái 50 thôi. Mọi người đem nước đến để cúng dường.
đảnh lễ nơi cấp của thầy. Ôi, nắng à? Buổi trưa nắng rồi mọi người. Buổi trưa nắng. Ôi, trời nắng chang chang mọi người. Bây giờ mọi người thấy không? Này, buổi trưa trời nắng này. Sáng là âm u trời muốn mưa. Cây bồ đề đẹp. Đó. Cây này em thấy cây dáng bonsai rất là đẹp đấy. À, mà em thấy bà con để rất là nhiều nước này. Đó, nước suối. Rồi là có thêm chôm chôm, nhãn. Đó, bà con đến đây để cúng dường. Mong đảnh lễ cái nơi mà thầy đã từng ngồi ăn tu này, thầy ngồi ở đây này. Mọi người thấy. Ngoài kia cũng bỏ sen đá đó mọi người. Mọi người bỏ rất nhiều mấy cây sen đá. Mọi người cũng đem nước vô đây, đem trái cây vô đây. Đấy, cho mọi người xem cái sen đá này. Đó, cái sen đá rất đẹp này mọi người. Trời ơi, nhìn đẹp. Đó, hai chậu này mọi người thấy đẹp không? Đó, ở đây là thấy có con nước này mọi người. Trong này còn đọng nước này. Sen đá thì rất là đẹp nha. Mà mình để như này thì đem đến khó lắm. Cấp. Không nên mọi người. Đây, cái chậu này nhìn đẹp về. Cũng nó rất rõ rồi. Tầng lớp lớp nở ra mọi người thấy không? Đẹp. Nhìn này mọi người thấy đẹp không? Đó, cho mọi người ngắm cây. Mọi người ngắm hoa sen đá một lúc này. Trong kia cũng có hoa sen này, hoa sen mọi người cắm. Đó, hôm nay cũng thấy có nhiều trái cây ha. Cùng dâu xử lý mấy con cá gì ấy đó. Đó. Nói chung là bọn em chỉ là truyền đạt đến ý đến cho các anh chị thôi, chứ chúng em cũng không quyền quyết định cái gì cả. Nhưng mà mọi người không nên mang đây, quay lên phía trên. Đó, đường dưới cốc á. Có một cô đang xuống. Chào cô. Đang đây xuống thăm cấp à cô? Ủa cô đi cùng với ai? Ủa? À đi cùng với chú. Đó, buổi trưa bà con xuống đông mọi người. Bà con khắp nơi. Buổi trưa trời nắng à, mọi người đi xuống dễ hơn. Sáng nay trời âm u mưa á mọi người. Đi xuống đây mệt không thở nổi. Xe máy xuống đây để ngoài này là chỉ đi lên được, đem trong đó làm gì? Có chở gì đấy? Cá. Thả cá hả? Thôi cho cô xuống đây. Xuống đây thả, thả chỗ này chứ. Thả chỗ này, thả trong kia, thả chỗ này. Có thả cá cho nó chết đấy. Có thả cá cho nó chết. Chết. Bởi vì cá ở đây nó đâu có nó sống cùng với ngọn cái nước này này, đầy người đem xuống đây kia thả chết. Cháu không biết được, cô đem thả thì đâu thì. Có chứ, nó cũng như thế thôi. Nhưng mà thả cá xuống nó dễ chết lắm, bởi vì cá nó sống ở cái nước đấy, nó khác với nước ở đây. Nó khác. Cô này chở theo bịch cá, đem cá đi xuống thả. Cô đem cá đi thả mọi người. Ok.
Cô, này, cá này là mình mua ở đâu cô? À, mua cá giống đi thả cá. Đây, cô đã đem cá đi xuống thả ở dưới. Đem cá đi xuống thả ở dưới hồ. Vậy là cô đem cá đi phóng xanh à? Dạ. 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 Đây, đi phóng xanh cá mọi người. Đó, chúng ta chùa. Đó, tuyệt vời, sao mà chết được. Chứ cá được. Hồ rộng. Đây, hồ nước này là sát với cái ao bên nhà anh Thìn. Đây. Đây là cho mọi người xem hình ảnh đi phóng xanh cá xuống bờ hồ chỗ cấp của thầy Minh Tuệ này mọi người. Đây. Cá gì đấy cô? À, ốc nữa. À đây. Cô thả ốc nữa. Ok, không sao đâu. Cháu đẹp có gì đâu, phóng sinh mà có gì đâu. Làm điều thiện mà. Làm điều thiện là không sao. À, cô có phóng sinh ốc. Ốc rồi cá mọi người ạ. Đó, này cô đem rất là nhiều cá, cá chê với cá gì để em ra xem cá gì đây. Mình mua trại cá giống đó cô. À, trại cá giống. Cô bùi xì vô này nè. À, bùi xì, đây là có nhiều loại cá lắm mà cô. Ờ. Cô để cái bịch nó sát sát thế này. Cô để sát 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 xuống dưới đấy cho nó bơi ra đó. Wow. Rồi. Được rồi. Đó, ôi cá nó bơi nhanh lắm mọi người. Cô để sát xuống dưới này, cô để xuống dưới này, để nó tự nó bơi ra đấy, nhìn nó mới đẹp. Rồi, cá được thả về với tự nhiên này mọi người này. Quá tuyệt vời luôn mọi người. Ôi, hàng ngàn con cá được thả ra. Đó, ui, vẫn còn một con ở trong này này. Cá bơi ra ngoài kia. Trong này là hết rồi cô? À, là hai bịch cá với lại là có ốc, một bịch ốc nữa. Đó, rất là tuyệt vời. Đem thả cá phóng sinh công đức vô lượng. Đó là chúc cô những điều tốt đẹp. Đó. Đây thả cá ở ngay cái chỗ khu vườn nhà cốc nhà thầy này mọi người này. Đó. Đó. Lên đây. Đó, cô đem rất nhiều cá xuống đây để thả cá phóng sinh. Công đức vô lượng rất là tuyệt vời đó mọi người. Làm những điều thiện. Phóng sinh cá. À, bây giờ mới quay lên mọi người này, cái con đường này là con đường đi xuống cái chỗ này, bây giờ nó có nước mọi người này, mưa mới có nước. À, này cây bồ đề trồng ngay đó, cây bồ đề của hình như bạn dâu hay sao của Mạnh Thường Quân trồng đây này. Còn cây bồ đề này là cây bồ đề 200 năm tuổi này. À, có lá sum xuê hết rồi đó. Đây, cây bồ đề đời lớn này mọi người. Dạ, lá quá trời luôn. Wow, trên kia bà con xuống đông quá mọi người ơi. Đây. Bà con đang di chuyển xuống dưới cốc. Cái này bỏ thùng rác là bỏ thùng rác này. Thùng rác này. Đó, bà con đang đi xuống cốc này. Bỏ cái xe của cô. Cô để đấy, cô đi vô cốc đi. Bà con đi xuống rất đông mọi người ơi. Đầy ghế hết mọi người, mệt là ngồi nghỉ ở ngoài này. Dạ. Có ghế từ dưới lên trên luôn. Rồi, rất nhiều bà con đang từ trên kia xuống đây mọi người ạ. Đang đi xuống thăm cốc.
có lại bịt nước, bởi xin nước. À, chú mang theo một thùng nước luôn. Dạ, chào chú. Chú từ đâu đến đây đấy ạ? À? À, ngoài phố. Hôm nay người ngoài phố cho đây rất là nhiều. Chú đi cùng với ai ạ? Dạ, đi với bà với cháu nhỏ. Đó, đây mọi người thấy là những hình ảnh buổi trưa này thì bà con cũng đang di chuyển xuống dưới cốc của thầy. Rất là tuyệt vời. Có chào bà. Rồi, chào cô. Đi xuống thì sớm vậy? Dạ. Đó, để xuống đây để quay cho tất cả mọi người xem là hình ảnh bà con đi xuống dưới cốc. Đó, bây giờ bà con cũng đi xuống dưới dưới cốc bành lễ. Nãy con chở nước xuống không? Con chở ai chở? Chở nước xuống. Chở nước cho. Cháu chở. Một lốc nước hai nhà luôn. Không phải, nó đâu có chở đâu, cháu chở. Không có chở đâu. Ở đây đúng không? Dạ. Cô kêu một lốc á. Ừ. 12 chai. Ừ đúng rồi. Hồi nó chở cô về chảnh luôn đúng không? Rồi. Mọi người thấy buổi trưa này bà con đến đây rất là đông. Hình ảnh ở dưới cấp. Em đi lên lên khu vực tuyến trên này mọi người. Bà con buổi trưa này đổ dồn trong đây rất là nhiều mọi người ạ. Dưới cốc là lúc nào cũng có người, đông người hết ạ. Bây giờ đi lên trên mọi người ơi. Xuống đây làm mệt thở không nổi. Thầy đi 6 năm ở đây không thấy quê, thấy mệt. Mình đi một tí mình đi một tí mệt. Thấy mệt là chị. Xuống đây là leo đây là không nổi. Mệt đơ người luôn. Mồm mũi tranh nhau thở.